Con về ba nghiệp sáu căn ấy đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì, tìm về hầu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng bạn hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh, chẳng sanh ngoại đạo mê lầm mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếp kiếp một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài, một tâm bình đẳng cứu đời không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi, chế ngự ma oán cuồng si được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng tuyên dương Phật pháp vang lừng thế gian. Đại thừa rạng rỡ đạo tràng phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện tâm trầm mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra không bao
trận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu. Chư Phật Bồ Tát viên chu tất thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tàng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Viễn Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tấn Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Cải Hành Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô Thiện Tinh Tú Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Ấn đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạm sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mập ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi. Tội nhân ngục tốn theo phi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đảnh lễ Phật Đà quy tâm.
Tam Bảo Ta Bà mười phương. Sau khi đảnh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn trong kinh Phật Đà Bảo Bàn rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khó nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý, xuống đời khổ đau biến đâu đang đứng bờ cao. Bên lề vực thăm cửa vào cõi mê của ba ác đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu em. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phổi sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước
trước tiên, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan, tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày trả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phần giờ máu mũ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu ngoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, bao thân thần quỷ chẳng cam ăn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh, sẽ màn ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tật kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì, làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên, đến ngài đạo quá chu viêm bồ đề, không còn khổ báo bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam mô Hư Không Thắng Phật. Nam mô Diệu Thắng Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiên Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trí Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời. Người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên xin mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa. Huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan có đau phục chốc nghèo nàng rời tâm mà khổ bao nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân.
đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thì tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chúng em. Kiếp trời hay kiếp người cùng lánh chia nghiệp quá, không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dừa, mạng sông ngăn ngũi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thuộc quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên em, nhiều phen lưu lạc nơi miền hoang vu, khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ bao miệng lưỡi gian hoa, vu hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ bao hoạn nạn miên mang. Dịch tả số re phong hàng liệt thân, khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đắm mang, tự treo tự sát tự trầm vực sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và các đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau ăn. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật, Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật, Nam mô Cao Lưu
Nam mô Tràng Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật. Nam mô Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật. Nam mô Thân Vương Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tăng Phật. Nam mô Hải Tu Di Phật. Nam mô Diệu Kiến Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Hồng Thinh Phật. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ắt với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chúc chi. Cực lạc thế giới tức thì tìm về hầu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp vị lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán của
lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lạc mong cầu chúng sinh. Tiên tu Phật quả sâm thành, chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi. Không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn. Hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của ơi con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Viễn Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Cái Hành Phật. Nam mô Bảo Cái
Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô Thiện Tinh Tú Phật. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, mà nay xin xăm tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuê nồng thuê mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội thiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa,
không bòn rút mà xài bia phiến ăn. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm da má gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian lạnh giao thương mãi lạnh hàng mang buông. Bán thì cân nhẹ đâu non, buông thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài. Dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi Phật đà. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàng không. Nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mấy phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rỉ.
rền khóc than, súc sinh quả báo thần cam, bồ cầu chim sẽ thanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Ô
cúi đầu kính lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tranh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tư thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường. Tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa. Cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la. Ác nghiệp như nước hằng hà,
lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày. Con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong. Nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu. Nhập hàng thanh giả chân tu anh, mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm. Mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Chất sân thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau.
sinh báo thì quả hơi lâu, và đời này thiện ác đời sau hướng đền, hộ bao lại ân triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạp đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật đi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia vô minh
sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười tư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chỉ thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác
Tát Sơ Môn Đời. Còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tới bời khổ đau à, con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm mà đầu ăn ấy năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu, phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh. Nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành, não phiền như nước lũ nhanh cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau, não phiền chẳng chịch với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào trôi lăn sau cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán thiên. Để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay,
hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sao căng, hoặc do sao thức tâm thần đạo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoành hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bụng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Khoa tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tính tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên nằm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúng
nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chỉ thành lễ lại cung dường chư tôn.